Tương lai, nghĩa là tính với các loại giấy tờ đó thì chúng ta sẽ thấy gì ạ? Shin Genome gần như là một dự án có pháp lý mạnh nhất ở trên thị trường tới thời điểm hiện tại. Và nó không chỉ là một dự án có pháp lý mạnh nhất, mà nó còn là một dự án làm sao ạ? Đây còn là một dự án có vị trí giàu tiềm năng và sức bật nhất. Vì sao mà Diệp lại nói đó là Shin Genome là một vị trí đó làm sao ạ? Với sở hữu vị trí đó là giàu tiềm năng và sức bật nhất, thì chúng ta có thể nhìn vào vị trí này thì chúng ta có thể thấy làm sao? Shin Genome nằm ngay sát cầu Bến Nghé ở bên sông Sài Gòn. Và theo thông báo của Sở Quy hoạch Đầu tư và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thì từ năm 2000, cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì cầu Bến Nghé, tức là cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được khởi công. Và khi mà cầu Bến Nghé hoàn thành thì chúng ta có gì ạ? Chỉ cần đi qua một cây cầu là cư dân có thể tiếp cận ngay trung tâm của Thủ Thiêm. Và song song khi mà cầu Bến Nghé vận hành, song song khi mà xây dựng cầu Bến Nghé thì chúng ta có làm sao ạ? Song song khi mà chúng ta xây dựng cầu Bến Nghé thì toàn bộ khu cảng Tân Thuận sẽ được giải tỏa về dưới cảng Cần Giờ. Toàn bộ khu vực cảng Tân Thuận sẽ được giải tỏa về cảng Cần Giờ. Và khu vực này sẽ được phát triển thành một đại công viên xanh lớn nhất của khu Nam. Đại công viên xanh lớn nhất của khu Nam. Và toàn bộ các cái tuyến đường này, vấn đề của toàn bộ tuyến đường này hay Huỳnh Tấn Phát hay Nguyễn Tất Thành, đó là vấn đề container sẽ không còn nữa khi mà cảng Tân Thuận được di dời. Khi mà cầu Tân Thuận, cầu Bến Nghé được vận hành, được khởi công xây dựng vào cuối 2022, đầu năm 2023. Và khi mà cầu Bến Nghé được xây dựng, cảng Tân Thuận được di dời, thì toàn bộ tuyến đường Bến Nghé sẽ được mở rộng lên gấp đôi, với 6 làn xe sẽ được mở rộng lên gấp đôi, trở thành 6 làn xe. Và cung đường này sẽ trở thành một trong những cung đường ven sông đẹp nhất của Sài Gòn. Và các anh chị cần phải nhấn mạnh, đây là một trong những cung đường ven sông đẹp nhất của Sài Gòn. Khi mà cầu Bến Nghé hoàn thành, khi mà cảng Tân Thuận bị rời đi và toàn bộ khu vực đó được phát triển thành công viên, và trên cung đường đầy tiềm năng này không còn vị trí đất nào đủ quy mô lớn để có thể phát triển được dự án. Và đây gần như là một trong những dự án ven sông duy nhất rất hiếm hoi trên cung đường đầy tiềm năng này. Đầy tiềm năng này thì chúng ta sẽ có, đó là pháp lý mạnh như vậy, vị trí mạnh như vậy, là một thiên đường trị liệu như vậy, được vận hành bởi những người khổng lồ như vậy, thì dự án của chúng ta gần như là một biểu tượng sống của Sài Gòn. Đó chính là Web Tribal. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bà Hiroko Takayama, Operation Manager, công ty cổ phần Web Tribal sẽ lên sân khấu để tiến hành lễ ký kết hợp tác giữa tập đoàn Gotekland và công ty cổ phần Web Tribal. Xin trân trọng kính mời. And now I would like to invite Ms. Hiroko Takayama, Operation Manager, representing for Web Tribal to stay for the signing. Please welcome. Được mời bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Hồ Chí Minh Brand Director, sẽ là đại diện bên phía YM Travel chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Gotekland và YM Travel ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng kiến phần ký kết giữa Gotekland cùng với YM Travel. And now please, we will start to shining. Sự bắt tay giữa Gotekland cùng với YM
biệt này. Và bây giờ Khánh Ly sẽ được mời hai đại diện chúng ta có thể đứng dậy để cùng chụp ảnh lưu niệm ạ. I would like to invite representative we will stand to